Thật sự trước khi lên video này mình cũng khá là băn khoăn về phần nội dung, rằng không biết mình đã làm nội dung này quá nhiều hay chưa. Nhưng khi mà nhìn vào top bestseller của Mac One nói riêng hoặc là trên thị trường nói chung thì MacBook Air M1 vẫn là một cái tên gì đó chễm chệ ở trong top đầu luôn. Vậy thì một chiếc máy đã 4 năm tuổi rồi, tại sao mà nó vẫn có thể là được nhiều người tin dùng đến như vậy? Thì trong video này hãy cùng mình tìm hiểu về lý do nhé. Mình là Trường, đây là Mac One, bắt đầu thôi. Mình nghĩ một trong những lý do khá lớn mà bây giờ mọi người vẫn lựa chọn M1 chắc chắn là phải về giá của nó. Giá của M1 bây giờ máy mới nguyên siêu chỉ có 18.690.000 đồng mà thôi. Khi mà nói về MacBook thì sẽ có một bộ phận người dùng sẽ suy nghĩ rằng là MacBook là một sản phẩm xa xỉ, và rồi họ sẽ nghĩ rằng là một sản phẩm MacBook nó phải có giá khoảng cỡ 2 mấy, 3 mấy triệu, thậm chí là cao hơn. Nhưng bây giờ lại tòi ra một sản phẩm có chưa đến 19 triệu như thế này, nguyên siêu, thì là một món hơi rồi. Mà chưa kể về đó, nếu mà các bạn mua máy line new hoặc là máy cũ thì nó cũng chỉ hơn 16 triệu mà thôi, rất là hơi. Vậy thì đây cũng là một điểm cộng rất lớn cho M1 nhá. Cơ bản tinh túy là những gì mình có thể nói về M1. Giờ đây, 120Hz, màn hình 4K, màn hình rộng hoặc là 6 loa stereo, MacBook M1 không có. Nhưng đổi lại được thì trong tầm giá của chiếc máy này, nó vẫn đang được trang bị những thứ mà rất tốt ở trên một chiếc laptop mà chúng ta có thể nhìn thấy được. Nếu như bạn không phải là một người dùng yêu cầu chơi game hay là đồ họa quá nặng với chất lượng 4K thì nhìn xem, chiếc màn hình của chiếc máy này rất tuyệt vời để giải trí rồi. Loa của nó cũng không phải là loa chống điếc đâu nhá, như một vài mẫu laptop giá rẻ. Nó vẫn đủ bốc để chúng ta có thể nghe nhạc giật giật hoặc là kể cả nhạc lo-fi cực chill luôn để tập trung cho công việc văn phòng, thì chả mấy ai chê chiếc máy này cả. Quả đúng là M1 đang làm rất tốt những gì mà nó có, nhưng hãy soi xét sang các cái yếu tố khác có trên chiếc máy này. Mỗi khi mà có một người dùng nào đó mà đăng lên trên một trang mạng xã hội hoặc là vào một hội nhóm nào đó đặt ra một câu hỏi này thôi và sẽ có rất nhiều người vào tranh cãi: RAM 8GB bây giờ có còn đủ hay không? Đó, một câu hỏi rất là khó để trả lời. Nó như kiểu là ở rìa của cái sự mong manh luôn ấy. M1 bây giờ chỉ có một lựa chọn duy nhất cho chúng ta là 8GB 256 mà thôi. Chưa cần nói đến đồ họa nhá, thì ngay cả việc chúng ta làm văn phòng, ví dụ như bạn nào mà dùng nhất là Excel mà các bạn dùng nhiều hàm vào, macro các thứ cho lung tung vào luôn, thì nó sẽ rất là bị lag hoặc là bị chậm khi mà chúng ta bị xử lý các công việc ở trên chiếc máy này. Excel là mọi người nghĩ là nó nhẹ, nhưng mà khi mà làm Excel và tối đa hóa được cái hiệu năng của nó thì nó cũng rất là nặng đô cho chiếc máy này đấy nhá. Nên là hãy để ý rằng chúng ta có nên chọn M1 hay không vì cái thông số này của nó. Ở trên thị trường laptop bây giờ thì ngoài máy tính Mac ra, máy tính Win, thì máy tính Win bây giờ có 16GB RAM, 52GB, màn hình 2.5K vẫn có và rất nhiều trong cái khoảng giá này luôn. Nên hãy cân nhắc thật kỹ khi mà chúng ta lựa chọn một chiếc laptop đồng hành với chúng ta nhé. Chiếc máy đời đầu của Apple Silicon này có nên được lựa chọn hay không? Đối với mình thì nó vẫn là có. Tất nhiên là một chiếc máy mà best seller ở trên thị trường thì nó phải có một cái giá trị riêng của nó, và M1 vẫn mang lại được những giá trị giải trí rất tốt ở trên chiếc máy này, và cũng là một chiếc máy cực kỳ cơ động khi mà chúng ta cần phải đi công tác nhiều này, hoặc là di chuyển thường xuyên, hay là các bạn đã có sẵn một cái cây PC rồi mà chỉ cần một chiếc máy này để có thể là xem các cái tài liệu hoặc là làm việc cơ bản nhẹ nhàng trên này thôi. Còn nếu mà để làm một chiếc máy sử dụng lâu dài thì mình khuyên thật là nên lựa chọn những cái chiếc máy mới hơn của Apple, hoặc có thể là chọn cả máy Win luôn. Bởi vì chiếc máy này nếu mà dùng lâu dài thì mình nghĩ cũng không còn được lâu nữa đâu. Ngày trước thì khi mà mình tư vấn cho mọi người thì có thể là bảo là nó dùng được khoảng 3-4, thậm chí là 6-7 năm nữa. Nhưng bây giờ từ cái thời điểm mình tư vấn đến bây giờ cũng đã là 4 năm rồi, là cũng khá là lâu rồi đấy. Nên là chúng ta nên cân nhắc lại về cái việc mà lựa chọn M1 nhá. Dùng nhẹ nhàng, thay thế làm máy phụ thì được. Còn nếu mà làm máy chính lâu dài thì thôi, M2 hoặc là những cái sản phẩm nó cao tiền hơn một tí, nó sẽ đáp ứng được lâu dài hơn cho chúng ta đấy nhá. Rồi, đến đây, nếu như bạn nào là fan của M1, hãy để lại một nút like cho mình. Hoặc nếu như bạn vẫn muốn có một cái sự tư vấn nào đấy nữa từ mình về M1 thì hãy để lại ý kiến bên dưới phần comment. Cùng với đó, hãy để lại một đăng ký kênh cho kênh YouTube của Mac One để không bỏ lỡ những nội dung cực hay có trên YouTube, YouTube Short và TikTok nhá. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.